pin đã lên nguồn và hút chưa thuốc nào thứ hai thì là đèn có đèn dùng báo ở trên này. Thì bạn thấy là nó khá là đơn giản thôi. Thì mời chào các bạn. Nay sẽ chia sẻ cho các bạn cái căn bệnh của bình điều hòa Panasonic. Bề mặt lạnh, hiện tượng của em nó là mất nguồn. Không lên nguồn. Bây giờ đang là tầm 12 giờ trưa. Thì mình có nhận của một anh khách, một anh thợ khác. Anh ấy gửi ở đây cho mình sửa. Thì anh đoán là mất nguồn. Anh đã thay IC nguồn rồi. Và anh cẩn thận nữa là anh thay cả thêm thạch anh nó động. Đó. Nhưng mà vẫn không lên nguồn. Thì hôm nay mình sẽ đi nhanh chóng cái mạch này, chia sẻ cho các bạn cái bệnh của nó khá là đơn giản thôi. Nhiều khi anh em thay IC không được, nổ IC thay IC thì anh em phải thay cả cặp nhé. Thay luôn một đôi đấy thì sẽ chạy ok. Đó, nhiều khi anh em thợ bán chuyên nghiệp, tức là không hiểu sâu về điện tử thì sẽ chỉ biết thay IC thôi. Thay IC không được thì bắt đầu anh em cuống hoặc là bó tay không dám sờ. Nó thay IC thay thành các anh máy thông dụng đấy. Đấy thì cái này nó lại chết thêm một số linh kiện nữa thì có thể nó sẽ hơi phức tạp một tí. Thì với anh em đã học qua điện tử, đã học qua khối nguồn thì nó dễ dàng, nhưng mà còn với anh em chưa không hiểu biết gì về linh kiện điện tử thì cũng là cả vấn đề, đúng không ạ? Trước tiên vào sửa chữa thì anh em cứ đo nếu nó chạm chập thì không. Đó, IC anh đo đây rồi, các thứ đây rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện. Nếu không nổ cầu chì thì anh em cũng không cần đấu cái bóng cầu chì làm gì cả. Cắm điện này. Đây là đo cái điện 300V này, 208 đây. Có 208 này. Nhưng mà cái điện 12V là không có này. Đây. 12V là... cái 12V là không có. Các bạn thấy là không có 12V. Đó. 12V không có thì đồng nghĩa với 5V thì cũng không thể có được rồi. Đó. Đây là không. Không sáng, không có bóng, không có màn báo gì. Đó. Thì cái điện áp này bây giờ là hoàn toàn là nó không có. Thì đây xem nào. Anh ấy thay con này là con Panasonic này là nó chạy con MIP 2F2. Thì điện vào có mà điện ra không có. Thì thay IC rồi mà không được thì bắt đầu anh em phải để ý đến mấy cái linh kiện sau đây. Anh em mà quan tâm là một là con PC 308 thay luôn cho mình, hai tiếp đến là coi con IC 201 này, con Kaia này 431 này đấy. Nhưng mà cái con này thì thường là mất nguồn thì trên cái Panasonic này, cái đặc trưng của nó là cái PC này, cái PC 308 này rất hay chết, Opto này rất hay chết. Nó không hiểu sao ở trên Panasonic này đặc trưng của nó, những cái con Opto này rất hay chết nhé, đường xung quạt cũng vậy, rất hay chết. Thì có ba linh kiện chính là IC sửa cứng nguồn Panasonic này, một là con IC MIP, hai là con PC 308 này, ba là con IC 201 này. Đó, quanh ba con đấy là kiểu gì các bạn
làm cho nó lên nguồn được. Đó, thì bây giờ trước khi đi sửa những cái khác thì chúng ta phải làm cho nó lên được nguồn đã. Rồi thì muốn tính đến cái chuyện gì thì tính. Đấy. Thì nhiều khi là cái bệnh thực ra thì rất đơn giản thôi. Nhiều khi cứ thay C vào là có những cái bệnh nó đơn giản, không phải là chỉ thay C vào là được. Thay C thì nhiều lắm, thay vào sửa cho nó lên thì mới là vấn đề. Đòi hỏi ta phải đi học, được đào tạo, cũng lại là sơ đẳng, không cần sâu hiểu rõ. Con này thay bằng con 817 VC817. Đây. Thay con PC817. Anh em cứ thay vào không được tính tiếp đúng không? Thì chết IC22 nó hay kéo theo cái con này luôn. Thường là chết con này thôi, cũng không Panasonic mình thấy ít chết IC. Trừ sét đánh nổ. Còn tự chết IC thì cũng chưa thấy đâu. Con PC này này. PC này đây. Rồi có điện nhá. Thay xong rồi đấy. Điện này. Có 12V luôn này các bạn. Đây các bạn, có 12V luôn, 5V. Đây. Có 5V này. Đây. Em đo đủ đầy đủ điện áp các nguồn là ok thôi. 5V này. Giờ thì 16V cấp cho quạt. Đây. 16V cấp cho quạt. Đấy. Đủ ba cái loại nguồn đấy là ok thôi. Nó thể trên Pana thì cái bệnh của nó thường hay nó là thường hay đơn giản như vậy thôi. Đấy, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Rất là nhanh chóng. Còn ở đây nhá. Đây thì mình phải xử lý thêm cho anh ấy thêm một cái bộ phận này nữa, là anh ấy làm lột cái mạch đây rồi. Cái chân mạch này đang bị mất đứt đây này. Rồi các bạn thấy sửa cái nguồn Pana này nó đơn giản lắm, nó dễ, rất là dễ. Bây giờ mình sẽ, đây vừa rồi mình câu lại cái phần anh ấy làm đứt mạch ở đây, anh ấy thay cả thạch anh. Thay cả thạch anh lao động nhưng không được thì có gửi mình đấy, thì mình cũng xử lý trong vòng 2 điếu thuốc lào. Đó, hút điếu thứ nhất là kim đã lên nguồn, và hút điếu thuốc lào thứ hai thì là đèn, có đèn báo ở trên này. Đó, thì các bạn thấy là nó khá là đơn giản thôi. Thì qua cái bài học này thì rút ra một kinh nghiệm cho anh em như này: trước khi thay thế linh kiện khác mà chưa có nguồn thì anh em phải xử lý cái phần nguồn này trước. Bao giờ lên được nguồn, có nguồn, đo đủ các nguồn 12V, 5V, 16V các thứ, đo đủ các nguồn thì anh em mới xử lý đến cái khu vực xa hơn như thạch anh đấy, vi xử lý hoặc một số linh kiện ngoại vi 7805 này các thứ đấy.
thì hãng xử lý cái khác, còn chưa lên nguồn thì anh em đừng đụng đến cái khác làm gì vội, nó làm mình sai lại càng sai đi đó. Thì không lên nguồn thì nó cũng liên quan đến cái thạch anh này, nhưng trong trường hợp là cái phần nguồn này phải đầy đủ nhá, mình đo phải có đầy đủ đó thì mình mới thay. Còn cái thạch anh nó không dao động thì nó cũng không lên được nguồn, nó cũng không sáng được đèn đấy, nhưng mà với điều kiện là điện áp phải có đó. Thì cái giúp kinh nghiệm cho anh em là như thế, thì sau anh em ba bấp vào cái trường hợp này anh em xử lý cũng rất là nhanh thôi, nhanh như mình xử lý này thôi. Đây bây giờ mình cắm điện rồi tắt cái điện này đi, cắm điện này, bật này, có đèn này đấy, đèn báo thứ đã lên. Ở trường hợp này thì mình thôi mình cũng không test trên hệ thống chạy đâu, chạy quạt chạy thứ các thứ đâu, có đồ đấy nhưng mà mình không cắm test đâu. Thì sửa nguồn thì mình chỉ lên nguồn thôi, lên nguồn là ok, không vấn đề gì khác, ngoài các thứ khác là sẽ chạy ok hết, không vấn đề gì cả. Đó thì bây giờ như thế này thôi, báo anh là ok, nguồn đã lên thì là anh ấy đến lấy mạch là ok thôi. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ nhanh chóng cho bạn xem cái sửa chữa cái khối nguồn điều hòa văn nào. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, thì các bạn đã đăng ký kênh để ủng hộ cho những video của kênh Thợ Sửa Chữa. Chúc các bạn thành công.